Xin cảm ơn anh Trần Việt. Kính thưa quý vị, vào những tuần lễ qua, cộng đồng người Việt ở khắp tiểu bang Hoa Kỳ có tổ chức chợ Tết mừng xuân Giáp Ngọ 2014. Và vào ngày 26 tháng Giêng vừa qua, kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt Louisville, Kentucky có tổ chức chợ Tết mừng xuân Giáp Ngọ 2014. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi hình ảnh phóng sự do Trúc Lan, Lâm Thịnh và Nguyễn Hùng thực hiện. Tết cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Tết không chỉ là ngày hội, mà còn là ngày đoàn tụ của các gia đình, và đặc biệt là sự sum vầy của quý đồng hương nơi đất khách. Đây là dịp lễ để mọi người chia vui, cảm tạ, ôn lại năm cũ và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Well, what's fantastic about the Vietnamese New Year Festival is it brings all the families of the Vietnamese community together and all the friends of the Vietnamese community together in Louisville. The Vietnamese community in Louisville is one of our biggest international communities, fantastic community for entrepreneurship, starting new businesses, but also showing us all the time the power of the family. Là ngày sinh nhật chung của tất cả mọi người. Ai cũng mừng cho nhau thêm một tuổi, thêm khỏe mạnh, thêm khôn ngoan. Người lớn mừng tuổi cho trẻ nhỏ, ông bà chúc các cháu chóng lớn và học giỏi. Con cháu mong các bậc sinh thành sống lâu, mạnh khỏe để chia sẻ tình yêu và sum vầy cùng con cháu. Người Việt tin rằng những ngày Tết vui vẻ đầu năm sẽ báo hiệu một năm mới tốt đẹp. Tết cũng có nghĩa là dịp cho chúng ta làm mới bên ngoài cũng như phần nội tâm. Xuân về là cơ hội ôn lại và làm mới chính mình. Năm mới ai cũng mong mình đổi mới và trở nên tốt hơn. Vì thế Tết cũng là ngày lạc quan và hy vọng. Phong tục múa rồng, múa lân là để rước may mắn, thịnh vượng và mang đầy niềm tin lạc quan kéo dài qua năm mới. Tết là ngày đoàn tụ, là dịp cho mọi người cải thiện bên ngoài lẫn nội tâm. Tết là ngày tạ ơn và là ngày của hy vọng. Hội chợ Tết tại cộng đồng người Việt tại thành phố Louisville với sự có mặt và góp phần của mọi lứa tuổi, đoàn thể, đại diện chính quyền địa phương, các cơ sở thương mại trong cộng đồng. Tất cả mọi người ủng hộ bảo tồn văn hóa Việt Nam và mong được truyền lại kiến thức, phong tục, tập quán người Việt Nam cho đàn em. Chương trình phong phú gồm các tiết mục văn nghệ dành cho trẻ em cũng như người lớn, các trò chơi truyền thống được các bạn sinh viên Việt Nam tổ chức cho các em, cùng gian hàng ẩm thực ngày Tết của các bậc phụ huynh. Sở dĩ mà cái nghi thức cổ truyền cần phải thực hiện hôm nay là bởi lý do đây là một cái văn hóa cần phải giữ lại. Nó có nguyên thủy từ đời vua dựng nước, từ cái lạc Lâm Quân rồi cho đến Bảo Cơ và sau này vua Hùng dựng nước. Thì một lần như vậy vì tất cả nhà vua hồi đó quan niệm rằng một sông núi gồm có tất cả những cái vị thần hiền thần muốn thành lập nên được một quốc gia, thì có những hiền thần là hy sinh trước máu của mình để đổi lấy quốc gia đó. Do đó có những cái tế lễ cổ truyền có nghĩa rằng bất luận một cái lễ lớn nào thì các vị vua đều phải công nhận tất cả những vị thần đó để về hồi tụ và chứng minh cái sự thành công của đất nước này là nhờ công lao của các vị đó. Đó, thành tựu đó là một cái ý nghĩa mà rất sâu xa chúng ta cần phải giữ lại. Không khí Tết xưa nay lại trở về đầy đủ và chân thật, nét văn hóa người Việt Nam sẽ trường tồn theo các thế hệ trong nhiều năm sau nữa.